Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn Official Lời đầu tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em Lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay mình nói về cái tình hình chiếc xe Mai Việt Nam các bạn Có hai cái tiêu đề Một cái là à, mấy hôm nay có nghe cái tin là đồn đón là dịch vụ sạc pin lưu động của xe Vinh Pháp Gây ấn tượng với người tiêu dùng thì không biết là ấn tượng đó là ấn tượng à, tích cực hay là ấn tượng tiêu cực mình nhìn thấy à, nhiều cái comment nhiều cái dòng chia sẻ tích cực có tiêu cực cực có các bạn và cái xe à, sạc pin lưu động này à, nhiều bạn chia sẻ à, comment rất là tích cực thì mình cùng nhau thử coi chia sẻ thử coi cái à, dịch vụ mà pin lưu động này để mà coi nó có tích cực cỡ nào các bạn và một cái nữa là một cái thông tin đó là bài báo mỹ các bạn là nhà đầu tư vinfast nhà tỷ phú nhà tỷ phú vinfast không bỏ tiền vào không bỏ tiền vào xe điện nữa hay các bạn trên cái tờ báo một cái của tờ báo mỹ và một cái nữa các bạn à vinfast founder stop putting his money Into the EV Car Maker Đây là thêm một bài nữa Thì nói chung thì là hai bài báo này nó quý cũng giống giống nhau thôi Tại cái cái là cái cái chính á là Phạm Nhật Vượng không bỏ tiền vào xe Bỏ tiền túi vào xe à, điện nữa thì mình cùng nhau chia sẻ phân tích vấn đề thử cơ các bạn đem quân đem chuông đi đánh xứ người thì à, đánh cho à, nước Mỹ hoặc Elon Musk sập mặt nhưng mà rốt cuộc chưa thấy Elon Musk sao hết thấy mình tê tưa thấy mình tê tưa tơi tả ờ, mấy dân lượng viên nghe mấy bài này buồn lắm mà mỗi lần chia sẻ mấy bài này thì không có thấy dân lượng viên nó vô các bạn ok à, đây là những cái bài báo Mỹ các bạn thấy ha à? à, trong nước thì à, hô hào các bạn à, nhiều khi các bạn ở trong nước các bạn chạy xe đó mình mình nói thật là không biết có bạn à, những cái bạn trai sở hữu những chiếc xe đó các bạn sở hữu được nhiêu chiếc rồi các bạn chạy được bao nhiêu lâu rồi tốc độ ra sao rồi nhiều khi á chạy trong Việt Nam thì đường nó nhỏ quá các bạn các bạn chạy nó nó chưa hết sâu nữa các bạn không có biết được nó cảm giác của nó như thế nào nhưng mà thị trường Việt Nam thì gọi là thị trường dễ tính thị trường dễ tính là từ đâu nó ra từ các bạn các bạn là người tiêu dùng á các bạn dễ tính các bạn dễ tính nói chút xíu các bạn nghe nói chút xíu các bạn nghe đủ loại đủ cái để mà nói nói cái là các bạn tự nhiên các bạn nghe thông lắm các bạn thích lắm nhưng mà thị trường mỹ thì nó khác các bạn dân mỹ nói chung nó khác lắm cho nên khi mà bạn nghe những cái người là là dân mỹ gốc việt nó nói mấy thằng à, người mỹ nói tiếng việt ở à, đây cũng được mỹ nói tiếng việt chứ có chứ đúng không nó nói cái nghe nó nghịch lắm ha mình cùng nhau chia sẻ cái vụ mà sạc pin di động trước đi các bạn rồi đến cái vụ mà phạm nhật vượng không bỏ tiền vào xe điện nữa tại sao không bỏ tiền vào xe điện hả <laughs> dịch vụ sạc pin lưu động của vinfast gây ấn tượng với người à, dùng việt trên tờ báo đời sống pháp luật hầu như là à, quảng cáo luôn à với việc mở rộng các uh, dịch vụ sạc pin lưu động trên toàn quốc, hệ sinh thái xe điện của VinFast đang ngày càng hoàn thiện giúp xóa bỏ nỗi lo cho người dùng việc ổ kỵ ta. Tại sao bạn mua một bạn mua một món hàng đó bạn dùng để, để bạn bạn mua cái lo vô trong người, nghĩa là lo làm sao? Lo làm sao các bạn? Không có chỗ sạc điện. À mà cái đáng nói á, cái đáng nói các bạn là dùng xe Ford <laughs> là, là dùng dùng cái xe Ford xe này xe Ford các bạn dùng xe Ford chạy bằng xăng bằng dầu gì không biết để mà chở đi vòng 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 sạc bằng điện nó giống như bạn thấy những cái hình ảnh đó, ở Mỹ này là mình không biết nó thật hay không à, chạy Tesla ở sau lưng đó, cộng theo nguyên cái máy phát điện bằng xăng các bạn <laughs> chạy để cho xanh sạch đẹp hay là chạy cho đỡ tốn tiền xăng Rút cuộc Tesla cũng vậy luôn. Hoặc là những cái nơi mà Tesla bạn thấy là người ta chụp cái máy phát điện xong rồi đang sạc điện vô cái xe Tesla. Nó có hai cái. Một là bạn xài xe điện để cho nó xanh sạch đẹp, à, bạn giữ môi trường ghê lắm. Thứ hai là nhiều khi điện nó rẻ hơn, nhưng mà giờ không có đâu, điện nó mắc như hơn như xăng rồi các bạn. Thì à, mình á gọi là bỏ cái xăng để mình lấy cái điện cho nó xanh sạch đẹp nhưng mà bên mặt bên này á thì mình dùng cái điện để mình hỗ trợ cho cái cái mình dùng cái xăng xe pho để mình hỗ trợ cho cái điện ủa mình thấy nó kỳ kỳ sao các bạn <laughs> giống như chạy xe Tesla phải xài còn mà cái này là không biết có thật hay không cái hình ảnh á phải xài cái máy phát điện bằng xăng để mà sạc điện cho cái xe điện của Tesla là... ủa thấy nó kỳ kỳ sao vậy à thì bạn thấy là nhiều người phản ảnh à, nhiều người là trong nước là no, tích cực lắm nè các bạn các bạn như cái này mấy bài lận à, dịch vụ sạc có 15 phút thôi giá 500 000 đồng và VF có thể VF8 có thể chạy được 30 km 50 000 đồng chạy được 30 km à, thì à, bạn thấy là những cái comment dưới á, mình thấy như thế này nè Ờ, cái này là tiện lợi cho người à, xài rồi nghỉ ngơi chút xíu để đi con đường xa. À, nếu mà bạn nghĩ tích cực thì nó thành tích cực đúng không? Mà bạn nghĩ nó không tích cực, nó không phải tiêu cực nha, nó không tích cực, thí dụ. À một cái thí à, dụ nó nói xe Tesla các bạn, bạn sạc vô á thì 30 phút, 40 phút, mình cho 30 phút đi. Bạn đi đổ xăng á là cho 5 phút, bạn sạc điện ít nhất là 30 phút. Thì à, bạn chạy mặc dưới con đường dài á, ở việt nam thì nó ngắn quá không khi nó không có nó không bạn không có thấy nếu mà bạn chạy một con đường dài á, 12 tiếng 20 tiếng từ bắc xuống nam ví dụ như mình đi mình chạy từ đây xuống Texas 16 mười sáu mười bảy tiếng houston đó bạn thì cứ 300 trăm mai mình đổ một lần 5 phút 5 phút thường 300 trăm mai cái mình vô mình đổ một lần 5 phút mình đi tiêu đi tiểu rửa mặt đồ kia mua nước uống hoặc là không có vô đổ cái chạy còn bây giờ là bạn phải chịu ít nhất là 30 phút để bạn sạc. Thì bạn thấy đi, 300 mai, 300 mai từ đây mà đi xuống tắt xịt chắc cũng phải đổ chắc cũng 4 bình. 4 bình là bạn hết hết 2 tiếng thêm các bạn. Không có ai rảnh làm chuyện đó. À, thì chạy xe điện á, nếu mà bạn chạy vòng vòng ở trong phố á, nó không có gì để nói. Mà nếu mà bạn chạy vòng vòng trong phố bạn mua xe điện để làm gì? Bạn, bạn mua xe điện á, không ai nghĩ để mua xe điện để nó 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 đỡ nó người bảo vệ môi trường nữa các bạn mua xe điện để đỡ tốn xăng tại vì xăng nó mắc quá nhưng mà cuối cùng thì thật sự là xe điện hiện tại ở đất nước mỹ này cũng vậy nó chưa có được là hoàn chỉnh lắm thì những người người ta comment thì bạn thấy là dùng chiếc xe Ford chạy bằng xăng để hỗ trợ chiếc xe điện Vinfast thì thấy nó kỳ kỳ sao đó. dùng một cái máy phát điện chạy bằng xăng để sạc điện xe Tesla thì nó cũng kỳ kỳ sao á, hai cái các bạn. Thì à, người dùng rất là thích thú khi mà được những cái xe lưu động này, à lưu động có nghĩa là các bạn là trợ cứu thôi. Thí dụ bạn thấy á, những người à, à, những cái chiếc xe mà nó đi à, gọi là vòng 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 hoặc là nó đi à, à, bạn đi làm mà bạn bán đi hàng bán hàng rong, à, bạn lưu động thấy không bạn thấy cái những cái việc đó thì nó không có bạn thấy nó không có sang bằng bạn có một cái sạp bạn bán là đề hồi giống như là bạn có một cái chạm sạc rõ, rõ ràng họ tới đó không không làm nổi các bạn không làm nổi ở việt nam thì làm sao qua mỹ làm nổi kể cả anh tesla đây anh còn chưa làm nổi ha? anh tesla anh Ford, anh gmc các bạn nó, nó, nó rất là khó khăn cho cái người chạy xe điện đi ở ngoài tiểu bang bạn ở trong thành phố bạn chạy vòng vòng á à, một tiếng hai tiếng ok nếu mà bạn chạy chạy đi ở ngoài đó, anh mỹ này anh còn chưa làm nổi làm sao anh việt nam làm nổi các bạn à, làm sao anh vượng làm nổi và đưa những chiếc xe lưu động là thì đó cái đó nó cũng tốt ha để giúp đỡ chạy sạc lưu động ha nhưng mà đó, người ta nói ủa sao kỳ anh đâu có anh dùng chiếc xe xăng mà để anh trợ giúp cho xe điện vậy là điện nó còn vẫn lệ thuộc vào xăng À, mua xe điện mà vẫn lại thuộc vào xăng, mua xe điện mà vẫn sử dụng máy phát điện à, bằng xăng để mà làm ra điện để mà chạy thì thôi cái này nó vậy tôi mua xe xăng luôn cho rồi cho nó khỏe các bạn đúng không? cái tình hình đó nó làm cho cái à, người tiêu dùng tự nhiên họ rơi vào cái hoàn cảnh cái khó khăn à, đi đi kiếm chỗ sạc không ra, trời ơi cây xăng giờ hiện tại nó quá trời thì à, cái đó là một cái làm không xong, à, nhiều người khen nhiều kẻ chê vậy thôi cái điều đó là Vinfast hiện tại các bạn không có muốn bỏ tiền vào à, cho xe điện nữa các bạn nghe tin tức này bạn thấy là nó rất là à, nó, nó rất là thấy ê trời rồi đó à, cái video đó chắc mình nói xin à, mình phép mình nói cái video sau đi các bạn tại vì cái à, à, cái đoạn đó thì mình chắc mình để cho nó qua sau chỉ còn nói chung nhiều này nó nó dài quá các bạn không có thời gian nghe à thì mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh em lúc là khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt và bye bye